Barca mất 8 triệu USD cho 17 phút thi đấu của tiền vệ Matthias. Hôm qua 29 tháng 6, Barca thông báo chấm dứt hợp đồng sớm 4 năm đối với tiền vệ 22 tuổi người Brazil, Matthias Fernandes. Matthias là sản phẩm chuyển nhượng do cựu chủ tịch Josep Bartomeu thực hiện hồi tháng 1 năm 2020. Ông mua Matthias từ Palmeiras, Brazil, với giá 8 triệu USD. Matthias mới chơi 17 phút cho Barca, khi vào thay Pedri trong trận thắng Dynamo Kiev 4-0 ở vòng bảng Champions League năm 2020 đến năm 2021. Tính trung bình, tiền vệ người Brazil khiến câu lạc bộ tốn gần $500,000 cho mỗi phút thi đấu. Con số này chưa kể lương và phí thanh lý hợp đồng. Với quyết định chấm dứt hợp đồng hôm qua, Matthias sẽ trở thành cầu thủ tự do từ tháng 7. Barca cũng đã giải phóng Juan Miranda, trung vệ 21 tuổi cho Betis mượn nửa cuối mùa năm 2020 đến năm 2021. Tân chủ tịch Joan Laporta quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng đến năm 2023. Miranda sẽ tự do ký hợp đồng với Betis. Trong tương lai, nếu bán trung vệ người Tây Ban Nha, Betis sẽ phải trả Barca 40% phí chuyển nhượng. Sinclair Todibo cũng nói lời chia tay với Barca. Sau nửa mùa mượn, Nai quyết định mua đứt trung vệ 21 tuổi người Pháp với giá $10 triệu. Todibo gia nhập Barca tháng 1 năm 2019, nhưng chỉ chơi 5 trận cho đội 1. Barca từng cho Sanker mượn kèm quyền mua với giá $28 triệu và Benfica với giá $22 triệu. Conrad de la Fuente là cầu thủ thứ tư rời Barca trong kỳ chuyển nhượng hè. Đội chủ sân Camp Nou bán tiền đạo cánh 19 tuổi người Mỹ cho Marseille, Pháp với giá $3,5 triệu. Nếu Marseille bán Conrad trong tương lai, Barca sẽ nhận được một phần phí chuyển nhượng. Conrad gia nhập lò đào tạo La Masia từ 10 tuổi. Cầu thủ người Mỹ mới chơi 3 trận cho đội 1. Hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào năm 2022 và Conrad muốn chuyển đi để được thi đấu nhiều hơn. Ở chiều ngược lại, Barca đã ký hợp đồng với Sergio Aguero, Eric Garcia và Memphis Depay. Ba vụ chuyển nhượng này đều không mất phí. Họ cũng đã mua lại hậu vệ phải Emerson từ Betis với giá $11 triệu.